Một buổi tối như vậy là cũng thịnh soạn hả chị ha. Rồi đó là bốn cái lẩu. Hôm nay đang ăn không có đánh lộn. Cái này mình chi top bên thêm. À. Đây là một cái hình thức kinh doanh mới mà thông minh. Giống như là mình ăn ở những cái nơi giống như trung tâm thương mại á. Nhưng mà làm cái này nó thoáng mát, nó dễ chịu. Ở gia đình mình đi ăn buổi tối ngồi đây cũng mát hả chị ha. Rồi mình gọi lẩu rồi mình có thể gọi thêm đồ nè, tôm. Thêm đồ mình muốn ăn gì mình kêu thêm mà. À, thêm những cái xiên rồi bò. Đúng rồi, tôm và. Nói gia đình mình không hả chị? Đi ăn rất là vui luôn. Chị có thường ăn đây không? À, có gia đình này thường ăn, bữa nay mời em xin qua. À. Tức là giới thiệu, được sự giới thiệu, em chạy qua đây. Ờ, dạ. Rồi mấy bé này, đây bốn cái lẩu nè, có mấy bé đó nè. Chào mừng các bạn đến với kênh Bốn Mùa Ẩm Thực của mình. Chiều tối nay mình có mặt trên đường Hưng Phú ở đây thuộc phường 8 quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Mình thấy ở đây có để là lẩu hải sản 39K, một quán lẩu nho nhỏ ở trên vỉa hè quận 8. Mình quyết định vào đây mình quay một số hình ảnh về cái quán lẩu này để chia sẻ cho các bạn cùng xem nhé. Hải sản 39K này thì bán ở vỉa hè các bạn, nhưng mà nằm cạnh một con hẻm. À, chúng ta thấy khách có thể ngồi ở con hẻm này rất cũng khá là rộng rãi. Rồi có cả cái chỗ để xe luôn các bạn. Cũng rất là tiện á, buổi tối ngồi đây thật là mát mẻ luôn. À, em làm mà cùng lúc ba cái lẩu luôn. Một cái hải sản, hai cái hải sản với gì em? Cho rau cũng khá là nhiều nha các bạn. Rau muống và cải thảo nữa nè. Rồi bò cuộn nấm kim châm. Cái này là gọi là bò cuộn không hả em? Đúng rồi. À, rất là nhiều luôn. Một cái lẩu là bò cuộn nấm kim châm không? Còn cái kia là hải sản. Có thịt cua nè. Bò viên, cá viên, tôm viên. Đủ thứ luôn. Là gì? Trứng cá gì đó. Bánh bao trứng cá. Mỗi phần là mấy con tôm em? Con tôm to. 39 là lẩu một người nha các bạn. Sẽ chan cái nước lèo lên. À, nước lèo này khi để lên bàn thì sẽ bắt lên bếp nóng nha các bạn. Xong làm tiếp 4 cái nữa em. Dạ đúng rồi. À, nhiều quá nha. Thanh ngon nè. À, đủ thứ luôn.
hành phi lên nè. À cái này là bò Mỹ á, có thể mình cuộn nấm kim châm hoặc là mình gấp thêm một cuộn như nào là 6.000 bỏ vô lẩu. Ủa là có nghĩa là những cái phần này là phần mình kêu thêm hả em? Đúng rồi, mấy cái này là mình kêu thêm. Chứ trong lẩu mình có sẵn là những cái gì? Là có tôm, là bạch tuộc, bò cuộn nấm kim châm, cá viên, tôm viên, bò viên, thanh cua, bánh bao, rau, rau muống, cải thảo. Là những đó có sẵn? Dạ đúng rồi. Còn những cái món này là những cái món kêu thêm? Dạ đúng rồi, một xiên như là 10.000. Này là bò? Dạ bò. Rồi này, cái này? Cái này là xúc xích. Có đó xúc xích này là mình chiên á, chiên giòn lên á. Cái này là cua hoàng đế, cái này là đậu hũ mặt cười, cái này là tôm, tôm surimi, cái này chả cuộn, tôm hùm, bánh bao cam. Tôm hùm viên ha. Đúng rồi, tôm hùm viên. Cái này là viên hải sản, cái này là ốc nhồi ba sa, cái này là chả cá trứng cút, cái này là mực cuộn, cái này là bạch tuộc, bò viên, là tôm viên nè, cá viên nè, tôm cua, xúc xích đất. Cái này là bánh bao trứng tôm, bánh bao trứng cá, cái này là đậu hũ cá phô mai, cái này là ai cũng thích ăn hết á. À, tất cả những cái này là mình sẽ gọi thêm. Đúng rồi, một xiên như là 10.000. À, còn... chiên cũng được, chiên chiên bánh tỏi cũng được hoặc là thả lẩu cũng được. À, giới trẻ sẽ rất thích những cái món này ha. Dạ. À, ngoài những cái món có sẵn trong lẩu thì mình có thể kêu thêm những cái này. Dạ đúng rồi, vô gấp tự do, muốn gấp cái gì gấp xong rồi tính tiền. Khách đang chọn là những cái tôm viên, cá viên rồi đó các bạn, những cái xiên. À, những cái này là giới trẻ rất là thích nha. Đây khách gọi thả lẩu ha. À, cái này thả lẩu. Khách chọn nhiều quá ha. Ừ. Mấy này thả lẩu không có. À, ngoài cái lẩu 39k một người thì khách có thể tự chọn ha. Từng cái xiên như vậy là mấy ngàn? Xiên 10.000. Còn bò này 6.000 một cuộn. À, em ơi cho anh hỏi là quán mình bán được bao lâu rồi em? Bán cũng được 2 năm rồi đó anh. Ở vị trí này thêm ha? Đúng rồi. À, 2 năm rồi. Em bán từ lúc 5 giờ tới 10 giờ rưỡi, có nhiều khi hết sớm, dọn sớm. 5 giờ chiều mà tới 10 rưỡi tối. Đúng rồi, thì hết sớm thì dọn sớm. Tức là chủ nhật thì đa số vắng tắt, dọn sớm hơn. À, các bạn có thể ghé đây buổi chiều hoặc buổi tối để thưởng thức cái món lẩu 39k là một người ăn ha. Đúng rồi, có còn... thể nhiều người học sinh lại ăn một cái mà hai người ăn cũng no nữa. Rồi, nếu mà hai ba người ăn là ăn hai ba người nhiêu? Thì mình ăn cái 79.000, vừa có cá vừa có hải sản luôn. À. Rồi, đây cái lẩu nhìn cũng khá là hấp dẫn nha. À, tôm, bò rồi đủ thứ nha. Một phần này bao nhiêu em? 39.000 em. Bỏ thêm cái viên vô nữa. Rồi, thêm những cái món ở đây nữa ha. Đúng rồi. Cái đó là gì? Cá viên, bò viên, tôm viên. À. Bỏ hành rồi vô. Cái này bắt lên bếp nóng em, khi đúng để rồi. Trên bàn luôn hả? Đúng rồi. À, này là 39.000 đó hả? Dạ đúng rồi. Là một mấy người ăn? Là một người ăn. À. Và thêm dĩa bún luôn hoặc là mì gói. À. Để lấy cái cột khoan qua. Rồi bắt lên bếp để lên bàn luôn ha. Dạ. Lẩu ăn kèm dĩa bún em ha? Dạ đúng rồi. À, dĩa bún thì một người đó hả? Dạ. Khá là hấp dẫn nha các bạn. Nước chấm là gì em? Muối ớt xanh á, hoặc là chấm nước mắm ớt á. À, hai thứ luôn ha. Dạ đúng một rồi. Cái chén là muối ớt xanh, một cái chén là mắm ớt. Muối xanh là để thích hợp với chấm hải sản ha. Dạ. À, hấp dẫn nha. Ăn kèm với bún. Một người là no nê luôn nha các bạn. Cũng có nhiều người ăn hai người một cái lẩu cũng no luôn. À, mì gói hoặc là mì hộp gà hoặc là bún. À, khách muốn chọn loại nào ăn cũng được. Nhìn cũng khá là đẹp mắt nha các bạn ha. Rồi một chút nóng lên sôi lên sẽ ăn rất là ngon luôn.
Dạ ăn thường xuyên luôn. 39.000 phải không? Phần này dạ, 39.000. Đúng rồi, 39.000. Nếu mà mình ăn thêm thì mình gọi thêm. Nghĩ là phù hợp á, tại vì 39.000 mà có tôm, có bạch tuộc mà có thêm nhiều loại cá viên nữa. Mà vị ở đây lại cũng đậm đà, à, giống lẩu lẩu thái rất là ngon. Lẩu thái là nó có vị chua chua. Dạ đúng rồi, chua chua. Mình nghĩ một người ăn là chị ăn là no nê luôn á. Dạ no, no lắm luôn. Có khi ăn no mà thở không nổi. Vậy tôi ngồi tôi ăn phụ cho. Dạ. Rồi ngon miệng nha. Dạ, cảm ơn chú. À, bỏ vô lẩu ha. À, à chọn để chọn để thả lẩu. Đúng rồi. Đây là những vị khách của quán lẩu 39k. Bún mồm thật nha, nhớ coi nha. Bún mồm thật. Đi mẹ. Có ăn gì nữa không? Đây mẹ. Chỗ này là nhiêu anh? Nó là thường xuyên hết. Chỗ này 6.000 cây này 15. Ngày ngàn còn như là 10 hết. Quán lẩu ở đây địa chỉ là số 236 đường Hưng Phú, phường 8, quận 8 đó các bạn. À, trong một chiều mát mẻ các bạn có thể ghé đây thưởng thức cái lẩu một người 39k, hoặc là ăn chung với bạn bè thì mình có thể tự chọn, hoặc là những xiên que có thể là chiên cũng có nữa các bạn. Ăn như đây gấp. Hình như phần chiên này là sao em? Phần chiên này là khách muốn chiên cũng được, chiên truyền thống cũng được, hoặc là mình chiên mắm tỏi cũng được. À, những cái viên, những cái thịt viên rồi những cái xiên đó thì khách tự chọn ha em? Đúng rồi anh, một xiên 10.000. Dạ, khách tự chọn kìa. Rồi. Rồi, mình chiên cho khách luôn. À, chị lửa gì, chị lửa? Để chấm với sốt gì em? Cái này là có đầy đủ, sốt mayonnaise nè, tương cà, tương ớt, tương đen này kia, ớt sa tế. Đầy đủ luôn ha. Đây, đây là cô chủ quán xinh tươi. Và những khách hàng cũng rất là xinh luôn, đang lựa những cái viên, những cái xiên rồi những cái bò đó các bạn. Tự chọn luôn nha các bạn. Muốn bò là 6.000, chắc là 10.000. Lựa thoải mái đi em, cô chủ tính rẻ cho. Cái đem về hả chị? Rồi đợi em xíu nha. Cái đem về là cái gì? Hải sản hả chị? Rồi. Cái lẩu một người đó hả? Dạ. Bán mang đi luôn. Này chuyên cái bằng chuyên cho. Giờ thì cái lẩu đã khá là sôi rồi. Mình mời các bạn cùng dùng với mình nha. Chủ quán đã pha sẵn cho mình là nước chấm ớt xanh các bạn, để chấm hải sản đó, rồi nước mắm ớt. À, sa tế thì ở chủ quán tự làm luôn. Bây giờ mình sẽ ăn với bún nha. Lẩu quá sôi rồi. Có thể ăn với bún hay là bì gói hoặc bì trứng đều được nha các bạn.
nếm thử nước lẩu nha. Nóng quá. À, cái vị đó thì giống như cái lẩu Thái đó các bạn. Nó chua chua và cay cay. Đây nước mắm ớt với sa tế các bạn. Rau muống nè. Đó. Đây là những cái miếng cải thảo đó các bạn. Đó, nhiều rau ha, cải thảo, rau muống. Chấm với nước mắm nè. Đây là miếng bò cuộn nấm kim châm ha. Rồi chấm nước mắm. À, thường những em học sinh á có thể gọi một cái 39.000 mà hai người ăn cũng được nữa, hoặc là chúng ta nhiều hơn thì có thể gọi cái lớn hơn là 79.000 ha, nhưng mà đông người ăn. Còn lẩu đây căn bản một người ăn 39.000. Đây là cái kêu là cái bánh bao trứng cá các bạn. À, chấm vào đây những cái xiên mà viên viên như vậy nè. Các bạn trẻ rất là thích nha các bạn. Cái viên này là bột các bạn. Rồi ở trong nhân á, kêu là bánh bao trứng cá đó. Mà mình ăn mình thấy ở trong nó bùi bùi. Cái này là viên cá viên nè các bạn. À, cá viên nha. Thêm bún bún. À, rau vô. Cải thảo vô. Cái này tôm viên nè, chấm vào nước chấm hải sản, tôm viên. Những ai thích ăn nóng bạn, húp đã lắm, nóng. Ở trong đây cũng có mực nha các bạn. Đó, mình để hơi lâu nó hơi teo nè, hồi nãy nó to lắm. Đây là những cái mực nè, phần rau mực nè. Đây là miếng cái bò viên đó các bạn. Thích ăn rau thì rau cũng nhiều ha, rau cải cũng nhiều. À, tôm còn nguyên vỏ luôn các bạn. Chấm vào nước chấm hải sản này cũng khá là ngon. À, tôm còn nguyên vỏ thì nó sẽ ra cái nước thì nó giữ là cái nước ngọt của tôm các bạn. À, còn cái miếng thanh cua nữa các bạn. Đó, mình thấy 39.000 thì cũng đủ thứ ha. À, nước lẩu có vị chua chua cay cay. Và được có nêm hành nêm rồi hành phi tỏi phi các bạn, cho nên cái nước cũng khá là thơm ha. Cái lẩu 39.000 ngồi trên một cái quán ở vỉa hè và mình thấy ăn cũng khá là no nê đó các bạn. Các bạn vừa xem một số hình ảnh về lẩu hải sản 39k ở trên vỉa hè đường Hưng Phú, phường 8, quận 8. Mình cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Mọi thông tin chi tiết về giờ giấc, giá cả và địa chỉ mình có điền trong video và có bản đồ chỉ đường ở phần mô tả. Mình cảm ơn các bạn. Mình xin kết thúc video ở đây và mình hẹn các bạn ở video sau. Chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc. Bye bye.